Hello, chào các bác, chào bác trở lại với kênh của Ngô Quyền Micro Tiếp tục hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác một lô vang số 5 con Bãi xịn, si, SISO T3 Shiso T3 các bác nhé, Shiso T3 bản 1.4 Có cổng quang Đấy. Đây là dòng lô dòng vang số mà được nhiều người mơ ước sử dụng Thứ nhất là vận hành dễ dàng Các bác đây là hình thức rất là đẹp Rất lâu em mới kiếm được lô vang số mà nó đẹp như thế này hàng bãi về còn những cái tem như này thì chưa vệ sinh một chút nào luôn sạch đẹp như này sạch như mới đấy đấy dòng này là vỉ vàng Shiso T3 bản 1.4 đấy đây các bác này để là mốt 1 2 mốt 3 4 và 4 nút ở đây là 4 nút uh, tinh chỉnh mic à, uh, mic này nhạc này eco và vang vọng đây đấy, và nút này nút chức năng để các bác chỉnh tinh chỉnh ở những cái chế độ can thiệp sâu và tần số thì đây, đây nô no vang số này các bác em không phải nói nhiều nữa sẽ báo giá luôn cho các bác bây giờ các bác xem video thấy hay thì nay và giúp em dòng này có cổng quang các bác nhé thì trong dòng vang số Cisco T3 thì bản 1.4 và 1.9 được nhiều người ưa chuộng nhất tiếng mic nó bay nhất là bản 1.9 thì tiếng mic nó bay còn bản 1.4 thì cho tiếng nhạc sắc nét hơn căn chỉnh được sâu hơn và nhiều bác cũng mơ ước ở cái dòng này Dòng này em các bác mua xem sẽ tặng khiển và sẽ báo giá cho các bác là 2 triệu chín một con. Bao đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không có vết xước. Đấy các bác nhìn này, không có một vết xước nào. Đẹp long lanh luôn. Em quay phía sau bác nhé. Đây là phía sau bác này. Đấy, đây là phía sau. Đấy. Còn sáng quắc luôn. Đấy, còn nguyên tem vãi. Còn nguyên tem bãi bác nhỉ cái bãi này còn nguyên đây là phía sau nr rít n center sao rách đầy đủ hết các bác à, có nhu cầu về dòng vang số sisu t ba thì liên hệ em được chuyển lại chín trăm tám ba hai sáu hai sáu giúp em tại sao thì dòng sisu vang số sisu t ba nhiều bác rất là ưa chuộng thứ nhất là người ta rất dễ vận hành dễ cài đặt và đặc biệt là trong quá trình hát và karaoke gia đình thì con này là một trong những lựa chọn Bác thích thứ nhất là nó có nút eco riêng nút delay riêng Ở trong quá trình hát thì hôm nào mà mình uống rượu nhiều hoặc là gặp những bác đang hát thì gặp cái bác mà lớn tuổi hơn già giọng yếu thì có thể tăng eco để người ta trợ lời cho người ta dễ hát hơn và giảm cái delay lên đấy còn bác nào hát hay thì giảm eco đấy, giảm eco và tăng tăng cái delay lên đấy, em chỉ có 5 con thôi 2 triệu chín một con các bác nhé 2 triệu chín một con tặng cả khiển dây rắc đầy đủ cho các bác hỗ trợ cài đặt từ xa và các bác uh, nếu mà mua những dòng mã số này thì uh, phải chụp cho em mic và mic và loa để em hỗ trợ căn chỉnh uh, cho các bác bốn chế độ ấy và cài đặt khiển cho các bác hai triệu chín bao ship cho các bác hai triệu chín một con em bao ship các bác xem video thấy hay thì nay bà giúp em dòng này thì em bán hai triệu chín này sẽ bao hết tất cả nhé bao zin luôn còn nguyên tem Màu đẹp luôn đấy. đấy các bác xem video thấy hay thì like và giúp em. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.